kêu tao bày cúng kiến là sao? Tao nói tao không biết cúng kiến, biết thì tự đi mà làm, thích sai không? Không làm thì để người khác làm, không phụ được thì thôi. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ em đó. Ủa giỗ mẹ tôi thì sao? Nó thừa biết là tôi rất là ghét cái chuyện sai khiến. Tao nói còn một lần nữa nha, tao dẹp hết quán thùng rác á, khỏi cúng kiến đó tin không? Thì em đang dở tay nên mới nhờ anh giúp. Chứ giờ tao rảnh quá hả? Tao rảnh không? Hả? Sao? Chuyện gì? Còn mày nữa, mày gây ra chuyện gì phải không? Sao? Mày có tay có chân mà chứ đâu phải què hoặc sức mẻ gì đâu. Sao mấy cái chuyện này đơn giản mà mày không làm hả? Nó cưới mày về để làm dâu trong gia đình này, chứ phải mày leo lên đầu lên cổ con trai tao đâu mà sơ hở chút xíu mày sai giặt nó là sao? Dạ, con không có ý đó. Không có ý đó là gì? Mày thích ý kiến hả? Mày thích ý kiến không? Ghét. Vô trong đi, để ở đây mà xử lý. Dâu con gì mà sơ hở chút xíu là sai giặt con trai tao à? May là ta còn sống sờ sờ ở đây đó, mà còn vậy đó. Dạ, vậy thôi để con phụ Vân làm. Chính nghĩa, con người im đó. Con là khách, còn không làm gì hết trơn á. Để cho nó làm. Rồi mày nghe rõ chưa, mày ngồi đó mày khóc thích tút tút gì vậy hả? Gom hết gia sổ bếp, sắp xếp bài biển cúng kiến đàng hoàng. Chính nghĩa, chú là chú nể tình con là con cháu trong này, trong gia đình này ha. Cho nên chú không muốn nói nhiều với con. Chú nhắc cho con nhớ, đèn nhà nấy sáng, chuyện nhà chú để chú tự giải quyết, con đừng có xen vô. Chứ cứ nuông chiều con chú như vậy, cư xử càng lúc càng không phải phép đó. Nó đối xử với vợ nó cũng không được đúng nữa. Cái chuyện này là chuyện của gia đình, không liên quan gì đến con hết. Thằng Kiệt là con trai của chú, nó là con dâu của nhà này, xuất giá tòng phu, là con dâu thì phải làm việc cho nhà chồng. Không được mà anh. Đừng mà anh. Lần nào ba đưa tiền em đi chợ anh cũng lấy hết như vậy rồi. Làm sao mà em bù vô được? Tháng nào em cũng phải lấy tiền lương của em để em bù tiền cho anh đó. Mày không bù được thì ổng cào đầu mày. Tao là con của ổng, tiền của ổng là tiền của tao. Ok, ý kiến cũng ký mà ác mà chưa ý kiến. Anh cứ như vậy hoài à? Rồi đến chừng nào anh mới hết làm khổ em đây? Ông nội mày chứ khổ. Mày thích khổ không? Mày đưa tiền cho chồng con mày, mày khổ hả? Hả? Nhất, mày làm gì đứng đó vậy? Mày đi chợ cái gì mà từ sáng tới trưa trời chưa trật giờ này mới về? Hả? Rồi đồ chợ ở đâu? Cái giỏ sao trống không vậy? Tiền ba đưa con đi chợ. Anh Kiệt, anh lấy hết rồi ba. Mày nói gì vậy con kia? Ba, nó nói xạo đó ba. Hồi sáng này con thấy nó trong chợ cặp kè với trai. Nó còn cho tiền trai nữa đó ba. Nhất, có phải vậy không? Dạ không có, anh đừng có nói láo. Ba, tiền mỗi ngày ba cho con đi chợ là ảnh lấy đó ba. Con đã nhiều lần năn nỉ ảnh rồi nhưng mà ảnh vẫn cố tình lấy tiền đó. Ảnh đi nhậu đó ba. Sao anh hèn quá vậy? Anh dám lấy mà anh không dám nhận. Bản lĩnh đàn ông của anh để đâu vậy? Mày dám dù khống cho tao hả? Tôi không có dù khống. Con nói là con không có lấy tiền. Ba có biết là con phải nai lưng ra làm để bù vô những cái khoản mà ba đưa cho con mà ảnh lấy mất không? Cái điều biết ở đây á là mày nên nhớ, trong nhà này con trai tao luôn đúng. Mày coi lại mày đi, đứa trôi sông lạc chợ, một cái đứa ít học như mày được làm dâu trong nhà này là phước đức ba đời mày để lại rồi kìa. Nè, mày phải biết điều sống trong ngôi nhà này, hiểu chưa? Hôm nay nó không đi chợ, cho nó nhịn một bữa đi ba, con với ba ra tiệm ăn. Vậy đi, còn mày nữa đó, mày phải nhịn đói. Đến khi nào mày chịu lòi cái tiền chợ ra đưa lại cho tao, mặt mai tao còn suy nghĩ lại cho mày ăn. Thằng cha không biết dạy thằng con, biểu sao nó ra ngoài không coi ai ra gì hết. Mày, bữa nay mày dám nói với ba mày vậy hả dân? Mày không muốn sống trong nhà này nữa đúng không? Hai người tưởng là tôi muốn sống trong căn nhà gia trưởng này lắm hả? Dẹp, kể từ ngày hôm nay tôi sẽ viết đơn ly dị thằng này. Mày nói cái gì? Mày hả? Ba, mày muốn ly dị tao hả? Đau quá. Chính nghĩa, mày làm gì vậy? Con nào? Tao cũng là chị họ của mày đó, ai ngang hàng phải lưới với mày. Chú dạy dỗ con chú như vậy thì làm sao cô dưới chính suối yên lòng được hả chú? Mày nói chuyện với ba tao vậy hả? Trời ơi, nè, con hành hung nó là tôi gọi tôi báo công an đó. Sẵn luôn, con cũng báo công an tội con của chú hành hung vợ của nó. Sao mày lo chuyện bao đồng quá chính nghĩa ơi? Người nhà mày mà không bên người ngoài. Con là chính nghĩa, thấy chuyện bất bình á
thì con giúp người yếu thôi. Với lại nói cho chú biết, thằng con trai cưng của chú nó ăn chơi bên ngoài, bây giờ đang thiếu nợ đàn em của con gần cả 100 triệu kìa. Tụi nó sắp tới đây để gửi giấy nợ cho chú đó. Chú sắp xếp sao á, để lo liệu đi. Phải vậy không? Con còn nói chuyện lý lẽ được, chứ đàn em của con á thì không có nói nhiều đâu. Chú coi sao, lo cho con chú đi. Dạ, Chính Nghĩa ơi, nãy tình chú đi, bây giờ tạm thời cái chuyện này để chú tính lại nghe con. Chú trả, chú sẽ thay mặt đó, chú trả cho con nghe con. Bình tĩnh nghe con. Tao cảnh cáo mày, mày mà còn tái phạm lại lần nữa, tao cho đàn em tới giải quyết mày đó. Tạm thời thì em qua ở với chị đi, đợi tới khi nào thằng này nó thay đổi á mới về lại nhà của em.